Thưa quý vị, Huyền Chip là một cái tên không còn xa lạ đối với nhiều bạn trẻ ở Việt Nam khi nhiều năm trước đã dám bỏ học, một mình chu du 25 nước trên thế giới, sau đó kịp xuất bản hai cuốn sách đã gây tiếng vang trong cộng đồng các bạn trẻ. Không chỉ có một tuổi trẻ đầy trải nghiệm và sôi động, mà Huyền còn có một thành tích học tập đáng được mọi người ngưỡng mộ. Hiện tại thì Huyền Chip đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính, Đại học Mỹ Stanford. Có một điều mà không phải là ai cũng biết là Huyền Chip từng bị từ chối trong lần đầu đăng ký vào trường đại học danh giá của Mỹ này. Và phải hơn 3 năm sau đó thì cơ hội mới đến với Huyền. Chia sẻ câu chuyện này thì Huyền Chip từng tâm sự, Stanford đã không cho mình cơ hội thứ hai nếu như mình không tự cho bản thân cơ hội thứ hai. Vào những ngày tháng 5 đổ lửa cũng là những ngày mà các sĩ tử của chúng ta căng thẳng hơn bao giờ hết, ôn luyện cho những kỳ thi quan trọng sắp tới. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với cô gái đầy sức sống này để nghe cô chia sẻ thêm kinh nghiệm vượt qua căng thẳng trong kỳ thi. Xin mời biên tập viên Hoài Thương hãy cùng trò chuyện với Huyền Chip để giúp các bạn có được những chia sẻ thật là hữu ích. Chào Huyền Chip, không biết là cuộc sống cũng như việc học tập của bạn đã có những cái thay đổi như thế nào trong cái thời gian mà bạn sống và học tập tại Mỹ? Em nghĩ là cuộc sống của em đã thay đổi rất là nhiều và em hy vọng là cuộc sống của em thay đổi theo hướng tích cực hơn. Thì thực ra là khi mà ban đầu của em đến Stanford ấy, thì cuộc sống của em là tự nhiên đến một cái môi trường mà có quá nhiều người giỏi. Thì yên là thấy có những cái bạn hồi cấp 3 đã phóng tên lửa về vũ trụ hay là mới 13 tuổi đã trở thành đại kỳ tướng cover thế giới, thì mình cũng thấy rất là lo sợ. Nhưng mà sau đó mình cảm thấy rằng là tức mình không phải gì phải so sánh mình với người ta, tại vì mình có giỏi hơn đâu mà có người giỏi hơn mình. Thế nên mình cố gắng làm sao để mà bản thân mình có ngày hôm nay là giỏi hơn bản thân mình ngày hôm qua, thì mình cố gắng để mà vượt qua những cái tự ti hay là như thế. Chúng ta thì thường nói rằng là việc học tập và thi cử tại Việt Nam mình thì khá là căng thẳng và áp lực. Là một người học trường chuyên và bây giờ là đang theo học cũng như là tốt nghiệp ở một cái trường đại học danh giá ở Mỹ, thì không biết là bạn nghĩ như thế nào, sự giống và khác nhau giữa hai cái nền giáo dục Việt Nam và Mỹ là như thế nào? Thực sự là em rất là may mắn, em cảm thấy mình vô cùng may mắn khi em không phải thi kỳ thi đại học của Việt Nam, tại vì cảm thấy là kỳ thi đại học của Việt Nam một cái cảm giác là thi trượt hay đỗ là cái quyết định là sống còn cuộc đời mình, đấy là rất là đáng sợ. Còn ở Mỹ, ở trường em thì em nghĩ là cũng có áp lực vì mọi người muốn được, chủ yếu là mọi người muốn được điểm cao. Thế là cái áp lực của mọi người không phải là sống còn, là mọi người làm, tức là thường áp lực đến từ việc là mọi người muốn được điểm cao nhất có thể. Ở Việt Nam thì mình khi mình đi học mà dường như chỉ có một câu trả lời đúng, thế mình phải đúng theo những cái khuôn mẫu đấy thì mình mới được coi là giỏi, mới được điểm cao. Nhưng mà ở Mỹ thì nó có một cái là sự tự do về giáo dục, tức là mọi người hiểu là có nhiều câu hỏi không chỉ có một câu trả lời đúng. Tức là giáo sư đôi khi có giáo sư nói hẳn là kết quả của các bạn làm không quan trọng, quan trọng là các bạn đã tiếp cận vấn đề như thế nào và đã học được những gì qua những cái vấn đề đó. Với những cái bạn mà ví dụ là học chuyên ngành của em là chuyên ngành khoa học máy tính, mà nếu mà chỉ muốn ra trường là một kỹ sư phần mềm ở một công ty cũng tương đối lớn, xong rồi có việc làm ổn định, thì em nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể là học với là khoảng 40 tiếng một tuần, thì nó cũng không quá nặng nề, tức là cũng chỉ như là một người đi làm thôi. Còn nếu như em là em muốn học cả ngành đại học và thạc sĩ trong vòng chưa đầy 4 năm thì em sẽ học, dĩ nhiên là phải học nặng hơn. Hiện tại thì đang mùa thi và các bạn học sinh cuối cấp thì đang lao đầu vào ôn thi với một cái mục đích cuối cùng là cánh cổng trường đại học. Còn ngành học gì và sau đấy làm nghề gì thì cũng chưa hẳn đã nghĩ tới. Bản thân Huyền nghĩ sao về điều này? Ở Việt Nam nghĩ là em có cảm giác là nhiều người, tức là mọi người coi đại học là một cái để mà dạy cho mình cái nghề để làm đến hết cuộc đời, thành ra là cái gánh nặng nó rất là lớn. Nhưng mà ở Mỹ thì em có một cái khác là đại học không hẳn là một cái để mà cho mình một cái nghề làm cuối đời. Thật đại học dạy cho mình những cái tư duy và kỹ năng để sau đó ra trường có thể làm bất cứ một cái gì cũng được. Môi trường giáo dục của Mỹ là họ khuyến khích mình là trong hai năm đầu tiên là sẽ học càng nhiều môn càng tốt, để mà sau đó là mới học qua học thử thì mới biết mình muốn gì, và đến tận cuối năm thứ hai thì mình mới phải chọn ngành. Thì khi mà bắt đầu vào trường thì em nghĩ em học một cái ngành liên quan đến khoa học xã hội, ví dụ là khoa học chính trị hay là nhà báo, tại vì em rất là thích những cái ngành đấy. Nhưng mà sau đó em học thử một cái lớp học mà mọi người khuyến khích học, đó là học về khoa học máy tính. Sau học xong thì em thấy rất là thích và em bắt đầu học nhiều hơn, và đến cuối năm đầu tiên thì em đã chọn ngành là khoa học máy tính, và đến năm thứ hai thì em chọn vào cái chuyên ngành của em là chuyên nhân tạo. Em rất là thích cái cách giáo dục như thế, tại vì nó em nghĩ là nó thực tế hơn ý, chứ bây giờ là bắt các bạn, tức là bây giờ có những bạn kiểu là 25-30 tuổi rồi bảo hỏi muốn làm cái gì chắc người ta cũng không biết à. Thành ra là bắt một bạn 18 tuổi mà đưa ra quyết định quan trọng như thế với cuộc đời của mình thì là hơi bất công với bạn đấy. Huyền Chip được biết đến nhiều là một người nhờ cái việc đi, đúng không? Vậy thì không biết là mấy năm trở lại đây thì mình có cảm giác rằng là bạn đã sống chậm lại hơn, không biết là kế hoạch sắp tới của bạn trong những cái hành trình mới là gì? Từ trước đến giờ cái động lực khiến em làm bất cứ điều gì đó là vì em muốn khám phá cái điều mới mẻ. Và trước đây khi mà em vẫn là một con bé nhà quê, vẫn chưa được ra thế giới, thì cái chuyện khám phá của em nó mang tính chất địa lý nhiều hơn. Em muốn đi ra nước ngoài, muốn xem người ta sống như thế nào, muốn xem văn hóa
ở các nơi khác ra sao, học các ngôn ngữ mới. Nhưng mà sau khi em đã đi được một số nơi thì em nhận ra rằng là những cái mình học được khi mà mình đến một nơi mới nó không còn nhiều như ngày trước nữa. Thì cái sự khám phá của em nó chuyển sang một cái góc cạnh khác, về có thể là vấn đề học thuật. Thì bây giờ thì em vẫn rất là thích, đang thích học, thì em nghĩ là em sẽ vẫn tiếp tục là khám phá về mảng học thuật thêm một thời gian nữa. Thì rất có thể em sẽ viết một cuốn sách bằng tiếng Anh, thì nó cái điều em mong muốn trong tương lai gần đây. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Huyền Chip. Xin mời trở lại với trường quay.